Rồi. Vậy hôm trước chúng ta đã coi như đã hoàn thành cái phần hoàn thành cái phần chương trình chính đấy, tức là phần kiểu dữ liệu list này, kiểu dữ liệu sâu này, rồi là hàm số. Đó là những kiến thức chính nhất của cái chương trình lớp mà lớp 10 rồi. Thế hôm nay chúng ta sẽ học xong một cái hôm nay là học một cái bài học về một cái kỹ thuật mà không có trong sách giáo khoa nhưng mà chúng ta rất nên biết và rất cần biết và cần dạy cho học sinh ở trong cái có thể dạy cho học sinh trong các cái buổi cho học sinh giỏi này hoặc là những cái buổi phụ đạo thêm, tức là chúng ta học cái cách chúng ta đọc dữ liệu và đưa dữ liệu ra file. Thì bình thường chúng ta dùng lệnh input để đọc dữ liệu từ 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 bàn phím và ghi thì dùng lệnh print để in ra màn hình. Thì cái bàn phím và màn hình là cái môi trường vào ra chuẩn, gọi là vào ra chuẩn của Python. Nhưng mà thực tế chúng ta thấy là trong tất cả các kỳ thi hay là trong rất nhiều trường hợp chúng ta phải đọc dữ liệu từ file hoặc là ghi ra file. Thì chúng ta sẽ học cách đó, cách làm việc với các đối tượng file của Python. Thì trước khi mà nói về đối tượng file, tôi nói qua một chút là như thế này nhé. Hôm nay chúng ta học về cách đọc và ghi dữ liệu file nhé. Hôm nay là cái bài số, hình như là bài số 9 này bạn nhé. Bài số 9 là đọc và ghi dữ liệu. Từ hoặc là ra tệp. Ra file. Đây là ra text file chứ. Chúng ta chỉ học cái cách đọc ra file văn bản thôi. Đơn giản thôi. Python thì nó hỗ trợ rất nhiều các thư viện đọc các kiểu file khác nhau. Ví dụ như là Python nó cho phép chúng ta còn đọc từ file Excel rất dễ dàng hay đọc từ những file cơ sở dữ liệu khác. Nhưng mà ở đây hôm nay là đọc dữ liệu file đơn giản nhất thôi, tức là các cái file text. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một số các cái file ví dụ và chúng ta sẽ cùng nhau ta sẽ tập học những cái lệnh mà để đọc đọc ghi dữ liệu ra file này nhé. Bây giờ tôi sẽ tạo ra ở trong máy của chúng ta một số các cái file text. Thì khi mà chúng ta tạo ra một chương trình để đọc và ghi ra file text thì thông thường là cái file chương trình đó cộng là cùng thư mục với cái file dữ liệu. Bây giờ thử thử nhé, bây giờ tôi làm một số bài mẫu, một số cái dữ liệu mẫu nhé. Ví dụ như tôi làm cái dữ liệu mẫu là ví dụ nhé, là ở trong chương trình của tôi là tôi sẽ nhập như sau. Đơn giản nhất nhé, là ví dụ một là ở trong chương trình làm cái file mà trong file này chỉ có hai con số thôi, ví dụ như là hai con số nguyên, ví dụ như là 16 phẩy cách trăm cái và đây là tiếp theo là 190 chẳng hạn. Thì đây là cái bộ dữ liệu mà ở trong máy tính của trong file chúng ta chỉ có một dòng dữ liệu thôi và gồm có hai số nguyên cách nhau bởi bởi số cách, thực hiệu là m và n nhé. Thì bây giờ chúng ta có thể dùng chương trình dùng cái phần mềm soạn thảo chúng ta tạo ra các file đó. Thì các bạn ta làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta tạo ra cái file dữ liệu này, bây giờ chúng ta ghi này, chúng ta bấm Ctrl S để ghi này. Thì mặc định của nó là ghi ra dưới dạng là file p, là cái file mà chạy file chương trình của Python. Bây giờ chúng tôi muốn chuyển sang cái file dạng của tôi thì làm như thế nào? Bây giờ chọn cái thư mục nữa nhé, tôi chọn thư mục lớp chúng ta này, đây. Và cái thư mục project nhé. Chúng ta sẽ tạo ra cái tệp dữ liệu là cùng thư mục với các tệp chương trình. Thì thông thường các cái tệp dữ liệu để mà ghi vào ấy, thông thường nó có hiệu như nó ví dụ tôi đọc là data 1 đúng không? Data 1 chấm in chấm chấm in p đấy, tôi ví dụ như vậy nhé. Thì đây là cái tệp dữ liệu là nhưng mà tôi để như này thì tôi sẽ nó là kiểu Python, bị tôi bấm lên tôi chọn chọn kiểu dữ liệu là plain text, tức là dữ liệu đây plain text, tức là cái nó là file văn bản thuần túy đó. Nhưng mà là chọn kiểu dữ liệu mà tôi mặc định nó sẽ chọn là đuôi là TXT nhưng tôi cứ đổi lại đuôi là INP cũng được. In, thông thường là người ta hay dùng cái kiểu in để mô tả dữ liệu đưa vào, dữ liệu đưa ra thì người ta hay dùng cái đuôi là out nhé. Vậy data 1 int input là cái file dữ liệu thuộc dạng là plain text nhé, mà tôi bấm save thì nó sẽ ghi ra. Đó. Nhưng mà đây là cái file mà tôi file đầu tiên, file thứ nhất nhé.
có cái dạng là có cái tên là data 1.in và có hai cái em có hai cái hai con số. Bây giờ tôi làm cái tôi new tôi làm cái dạng file thứ hai đi. File thứ hai của tôi là như sau. Ví dụ nhé, file thứ hai là như này, file thứ hai là một cái file mà gồm có như sau này. Dòng đầu tiên là một cái số n n. Sau đó là có n n dòng tiếp theo. Ở mỗi dòng như vậy là ghi ra, tôi lấy ví dụ ghi ra là ba số. Tôi lấy ví dụ nhé. Ví dụ là 12, 90, 10. Ví dụ tôi lấy ví dụ, lấy chỉ lấy ví dụ thôi nhé. Dòng dòng thứ hai là 5, 0, 7. Dòng thứ ba là 14, 20, 88. Dòng thứ tư 66, 77, 0. Dòng thứ năm, như vậy là năm nhé, là 6, 9, 10. Như vậy là cái file này có lại như sau, là dòng đầu tiên là cái số n, xong n dòng tiếp theo mỗi dòng là ba số nguyên cách nhau của số cách đó. Chúng ta sẽ tôi sẽ tạo ra một một loạt những cái tệp những cái tệp văn bản, tệp dữ liệu khác nhau. Chúng ta sẽ học cách để chúng ta học cách là lưu là đọc dữ liệu từ những file này nhé. Đây là file thứ hai chưa. Như vậy file thứ hai là có dạng như này. Bây giờ tôi ghi lên này, tôi ghi dạng file thứ hai, tôi cũng chọn file này là data data 2 và tôi chọn kiểu dữ liệu của tôi là chọn nó là plain text. Plain text nhé. Đó. Và tôi đặt cái tên file là in. Rồi. Tôi sẽ làm xong một kiểu thứ ba. À, tức là cái data 1 có đúng một dòng thì dễ hiểu, data 2 thì số dòng sẽ phụ thuộc vào cái số đầu tiên là đây là 5 nhé. Thì chúng ta sẽ đọc vào thêm tiếp theo là 5 dòng, nhưng mà cái file này là có đúng 6 dòng hay là số dòng của nó là bằng chính bằng là n cộng 1, n là cái dạng đầu tiên. Còn loại thứ ba, cái dạng thứ ba là cái dạng mà tôi không biết số dòng là bao nhiêu, không biết là bao nhiêu dòng, tôi cũng chỉ biết nó có rất nhiều dòng. Ví dụ nhé, file thứ ba là tôi làm như sau, tôi làm cái file mà mỗi một dòng của nó là gồm có hai cái tên, hai dữ liệu, một dữ liệu đầu tiên là tên của một học sinh và dữ liệu thứ hai là điểm trung bình của học sinh đó. Ví dụ nhá, ví dụ như là Hà, đầu tiên là Hà này, sau đó là viên được 9.7, dòng thứ hai là Bình, là sự tôi chỉ để một tên thôi cho nó dễ. Còn chúng ta sẽ tổng quát sau nhé, là Bình tiếp theo là điểm trung bình của Bình là 10. Dòng thứ ba là Hoa, điểm trung bình là 7.5. Dòng thứ tư là Quang, điểm trung bình là 6.9. Dòng thứ năm là nào Vinh, điểm trung bình là 9.6. Tôi thiết như vậy nhé. Như vậy đây là cái file một dạng khác, tức là file file text, nhưng mà tôi không biết rõ cái số lượng dòng là bao nhiêu cả. Tôi sẽ phải lập trình làm sao tôi đọc được đủ hết tất cả các dòng của cái file này. Thì khác cái file data 1 này là biết rõ là có một dòng, data 2 là sau khi đọc số n đầu tiên này thì tôi biết rõ là nó có bao nhiêu dòng phía dưới, thì rất là rõ. Những cái dòng này là cái file này là không rõ. Rồi thì tôi ghi lại bài này nhé, file này tôi sẽ ghi, tôi đặt tên là data 3, đặt tên là data 3. Và lát nữa chúng ta sẽ học cách đọc cả ba các loại dữ liệu này nhé. Tôi chọn cái kiểu dữ liệu của file này cũng là plain text. Đây. Và tên file của nó là data 3 in nhé. Rồi, thì đây là ba cái dạng file là rất là điển hình. Và chúng ta thấy là khi mà các bạn học rồi, các bạn có thể đọc bất cứ một cái loại file dữ liệu nào. Nhưng mà đây tôi lấy ví dụ chúng ta là có ba loại nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái cách đọc file là như thế nào. Thì muốn đọc file dữ liệu, đọc dữ liệu từ file thì chúng ta phải tạo ra một cái đối tượng là kiểu file. Thì ở trong Python nó cho phép chúng ta là tạo một đối tượng kiểu file. Đấy. Thì như này nhé, đây thì khi mà chúng ta tạo một đối tượng kiểu file ấy, thì chúng ta phải đầu tiên chúng ta phải tạo một đối tượng kiểu file. Tạo một cái đối tượng là kiểu file, hay đúng hơn là kiểu text file. Thế là tôi sẽ mô tả ngay ra nữa nhé, là kiểu text file đó, là kiểu file. Và tạo ra đối tượng như vậy và đặt một cái tên của nó, tôi đấy như là f. Thì cái lệnh đọc file như này là cái lệnh như sau, là lệnh chúng ta gọi là f này bằng này open
Đó. Lệnh open lệnh tạo ra một đối tượng, kiểu file. Thì cái lệnh mà đạo tạo ra một file để đọc dữ liệu vào ấy, thì là như thế này. Sau lệnh open là cái tên file, ví dụ tên file, ví dụ như là data, tôi lấy ví dụ nhé, data 1.in. Đó. Thì đây là cái lệnh mà tạo ra một 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 đối tượng file, và cái lệnh này này là cái lệnh mà mở ra để đọc dữ liệu vào. Còn lát nữa tôi sẽ nói sau, là lát nữa tôi nói cái lệnh là mở ra để ghi ra để khác nhé. Các bạn thấy là trong ở trong Pascal cũng vậy, đọc đọc để mở ra, đọc khác và mở để ghi khác, nó hai lệnh, hai cái lệnh nó giống nhau rồi. Nhưng mà đây là cái lệnh là tạo ra một đối tượng là đối tượng file, và cái đối tượng đó là có cái tên là effer. Effer là cái tên của đối tượng dạng file mà chúng ta sẽ, sau khi chúng ta mở ra chúng ta có thể đọc dữ liệu từ file, thì cái tên file nó nằm ở đây. Đây chính là tên file, tên tệp. Được chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ mô tả cái cách đọc nhé. Đọc là như thế này: khi chúng ta mở một cái file ra, hãy mở một cái file ra thì dữ liệu của nó là thực sự ở trên file, thì nó là một cái string rất là dài. Và khi mở file ra thì bây giờ nó có một cái đầu đọc đặt ở ngay đầu file, cái này nó gọi là đầu đọc. Thì khi bắt đầu mở file ra thì chúng ta bắt đầu đọc từ đầu của file, và trong cái đọc hay đọc từ đâu thì cái đầu đọc nó sẽ chuyển sang phải, di chuyển. Thì khi đọc từ đâu thì nó sẽ di chuyển tới đó, chúng ta đọc liệu ở đây. Khi chuyển đến hết đây thì là xong. Đấy. Thì như vậy có chuyện đọc là cái đầu đọc luôn di chuyển từ đầu đến cuối file nhé. Đó là một là ý quan trọng nhé. Như vậy là cái việc đọc là lệnh đọc là luôn đọc từ vị trí, từ cái vị trí đầu đọc hiện thời. Việc đọc dữ liệu có thể đọc lần là nhiều lần, không phải là quay đọc một lần. Quả chú ý nhé. Này. Ví dụ như với cái data 1, ta đọc một lần thôi, nhé. Data 2 này đọc là mấy lần? Đọc là rất nhiều lần. Đọc tuyên đọc số n trước này, sau đó đọc các cái dòng phía sau này. Nên vậy nên đọc cho từng dòng một như này: 1, 2, 3, 4, 5, có thể 6, 7, 8. Chúng ta có thể đọc, nó có nhiều dòng nhé. Đó, thì khi đọc như vậy thì chúng ta luôn nhớ là chương trình luôn đọc từ cái vị trí đầu đọc hiện thời. Đây, đọc như này. Rồi, đó là ý nhất chúng ta chú ý. Ý thứ hai là nói chung ở trong Python thì cái việc đọc là đọc theo từng dòng. Chúng ta đây tôi mô tả đầu đọc hiện thời, nhưng bản chất ở trong một cái file dữ liệu, tập dữ liệu thì bao giờ người ta cũng mô tả thành những cái dòng. Thì đây là dòng 1 này, đây là dòng 2 này, đây là dòng 3 này, dòng 4 này, dòng 5. Thì cái chỗ này là dòng 1 nhé, dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng dòng thứ n. Nhưng mà như vậy là mỗi bất cứ một cái file nào là đều có dòng. Thì việc đọc như sau này, chúng ta đọc theo từng dòng một. Nguyên tắc đọc là như sau nhé. Nguyên tắc đọc là đọc theo từng dòng. Đấy. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tả ngay lại nó nhé. Khi đọc hết dòng 1, đầu tiên là cái lọc đọc đọc nó ở đây. Đọc hết dòng 1 thì nó sẽ xuống dòng, nó sẽ nằm ở đây. Đọc dòng 2 nó tự xuống dòng, đọc ở đây. Và khi nào đọc hết đến dòng cuối cùng thì là xong. Như vậy là cái file này, cái file này có n dòng thì đọc n lần là xong. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Đó. Giống tập giống thật chứ là như là Pascal, nhưng chỉ khác Pascal gì? Pascal là khi đọc là vì nó Pascal nó phân biệt được đâu là số, đâu là sâu, cho nên chúng ta có thể đọc tỉ mỉ từng ký tự một, từng từng phần tử một. Đấy, thì cái Pascal nó hay ở chỗ đấy. Nhưng thằng này thì không, thằng này các bạn rồi, các bạn thấy các bạn nhấn lại lệnh input không? Input đọc vào thì toàn sâu thôi, cho nên là bất cứ gì ở trên file này đọc máy tính thì máy hiểu nó là sâu hết, cho nên người ta đọc theo từng dòng như vậy cho nó tiện. Được chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ mô tả luôn nhé. Đầu tiên tôi sẽ mô tả cái chương trình là chúng ta sẽ nhập hai số, đây là một nhé, nhập hai số và chúng ta sẽ tính tính tổng và tính hiệu của hai số này và thông báo ra 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 màn hình. Được chưa? Rồi thì chúng ta làm chương trình đầu tiên nhé. Đấy, chương trình một này. Chương trình một nhé là như sau: là nhập từ file text có dạng là hai số tự nhiên.
hai số tự nhiên m n các nhà một số cách. Sau chúng ta đọc vào đọc và sau đó và in ra, và in ra tổng hiệu của hai số này. Là bài tập rất đơn giản, chúng ta cần học cái cách đọc thôi nhé. Đấy, nhưng mà đây là cái bài đầu tiên này, tôi sẽ ghi ra đây là cái bài là ký hiệu là đọc hai số nhé, hai số. Chỉ là cái bài tương ứng với là data một, cho nên thì tôi vẽ với thầy cho nó dễ hình dung nhé. Ta nhớ lại chúng ta sẽ làm ba bài ứng 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 với ba cái đã ứng với ba kia ứng với ba cái bộ dữ liệu. À, cái phần này thì rất phần này tôi bắt buộc tôi phải trình bày trên cái dạng là chương trình. Đấy. Thật ra tôi cũng có thể trình bày được ở trên cái dạng là màn hình tương tác, nhưng mà nó hơi phức tạp một chút, vì khi chúng ta làm những tương tác ấy, trên trên màn hình Python Shell thì tôi phải chỉ ra cái đường dẫn, dẫn đến cái tập dữ liệu thì nó hơi khó một chút, thì chúng ta ra tìm sau. Còn nếu chúng ta muốn đặt chung với cái đặt cái file dữ liệu chung với cái tệp chương trình thì chúng ta không cần đặt đường dẫn, chuyện dễ dàng lắm nhé. Rồi, nhưng mà đây là bài đầu tiên đặt tên là đọc hai số data một pi nhé. Rồi làm như sau này, các bạn chú ý nghe nhé. Đây bây giờ tôi làm nhé. Đầu tiên là thao tác đọc dữ liệu thì chúng ta phải tạo ra một bao dữ liệu và tạo ra một cái đối tượng dạng file. Chúng ta dùng từ f bằng open đấy, bây giờ là nhé, open. Và sau đó chúng ta mô tả tên file đó, viết data một in. Thì đây chính là cái lệnh mà đọc để mở file. Thật ra lệnh đọc là nó có dạng một dạng tổng thể là như sau. Chúng ta ở đây chúng ta có dấu phẩy nữa và chúng ta gọi chữ r hạn để đọc. Đấy. Nhưng mà cái r này là cái tham số là mặc định, có thể bỏ qua cũng được. Như vậy là nên chúng ta xóa đi này, máy vẫn hiểu là mở ra để đọc. Còn nếu các bạn thích các bạn ghi rõ lại như này thì nó thế là càng càng dễ hiểu. Đấy, được chưa? Vậy chúng ta chú đây là lệnh đọc nhé, các bạn chú ý nếu thay chữ R bằng chữ V thì nó là mở ra để ghi. Đấy. Còn chữ R là để đọc. Và nếu đọc thì chúng ta thậm chí có thể là xóa luôn nhé. Vẫn hiểu. Đấy. Rồi, nhưng mà đây là cái lệnh là tạo ra một cái file để đọc. Được rồi, thì cái lệnh đầu tiên mà chúng ta đọc dữ liệu là cái lệnh như sau đây, là cái lệnh là có tên là f.readfile, readline. Đây là cái lệnh là đọc từng dòng một của F. Thì khi chúng ta mở cái file mở tạo ra cái file F thì đầu đọc nằm ở ngay đầu của file. Lệnh này sẽ đọc dòng đầu tiên của file đó. Như vậy là cái lệnh này, cái F readline này chính là đọc ra cái số đối tượng. Tôi sẽ viết là S thì bằng, như vậy là đọc dữ liệu dòng đầu tiên của F và đưa vào cái số đối tượng S gì. Được chưa? Đó thì đây này, đây là dòng đầu tiên này. Đó. 6190 đúng không? Thì đây là cái lệnh mà đọc dòng dữ liệu đầu tiên của F và đưa vào số S. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm cái sau đây. Chúng ta sẽ biến đổi cái S là biển, nó làm sâu gồm có hai chữ số là L, M và N, và chúng ta sẽ phải chuyển chuyển sang dạng số, chuyển sang một dãy số và đưa vào cái biến là MN. Là cái làm như sau, chúng ta nhớ lại nhé. Chúng ta dùng cái lệnh là tạo tạo dãy nhanh thôi. Đây, là như này, chúng ta dùng lệnh này là int int, chúng ta viết hẳn ra cho nó hay hơn nhé, là a này bằng này s.split, chúng ta tách ra. Được chưa? Rồi, sau đó chúng ta sẽ gì? Sau đó chúng ta sẽ bìa A làm một dãy, dãy các cái dãy gồm có hai cái sâu. Sâu thứ nhất là chữ số M, sâu thứ hai là chữ số N. Chúng ta dùng lần nữa chúng ta dùng ngay cái A này bằng luôn bằng lại. Dùng cái tính chất là gì? Cái tạo dãy nhanh, chúng ta nhớ lại nhé. Đây. Int in x for x in A. Thì như vậy đây là cái lệnh mà chúng ta biến đổi các phần tử của x gì sang dạng số nha. X thì chạy chạy trên a a a là cái này này, sau đó chúng ta sẽ đưa vào a luôn, vậy sau khi dòng lệnh thứ bảy thì là mọi thứ đã xong. Và sau đó chúng ta chỉ việc gán m thì bằng chính là gì,
bằng chính là A0, đúng không? Và n bằng chính là A1. A1. Hoặc chúng ta muốn cho nhanh thì chúng ta làm là chúng ta viết là m phẩy n bằng A0 phẩy A1 là cái lệnh, lệnh đa gán chúng ta biết từ đầu. Đây, chúng ta bỏ cái này đi. Nè. Và đây nhưng mà khi đọc xong rồi thì chúng ta sẽ có lệnh, khi mà chúng ta xài xong cái đọc xong của file, chúng ta có lệnh là đóng lại, chúng ta dùng là F close close. Chúng ta nhớ phải đóng đóng file nhé, đóng file. Thật ra đây chúng ta có thể đóng file ngay sau lệnh này là được rồi. Đọc file xong là đóng luôn cũng được. Có thể đưa cái lệnh này vào vào trên lệnh này cũng được, không sao. Để đây cũng được nhé. Rồi, bây giờ chúng ta in lên thôi, chúng ta sẽ print print tổng hai số đã nhập là m cộng n nhé. Mà chúng ta print ra cái tìm ra là hiệu hai số đã nhập là m chữ n. Vậy là bằng trên là đã làm xong, nhưng rất là giản, đúng không nào? Đấy, nhưng mà chúng ta chú ý là nó chỉ có lệnh là chúng ta sẽ tạo ra một cái file, tạo ra một đối tượng file, và lệnh readline là cái lệnh đọc dữ liệu, đọc đọc từng dòng một. Phải bị tôi ghi lại ở đây nhé. Như vậy chúng ta chú ý là cái lệnh đầu tiên là cái lệnh là f chấm readline, lệnh này lại rất hay dùng luôn, là lệnh đọc một dòng, từ từ vị trí hiện thời, từ vị trí đầu đọc hiện thời. Hiện thời. Đọc cho đến hết dòng thôi. Đấy. Và nó trả lại cái, nó trả lại giá trị chính là cái dòng nó đọc, đó là lệnh readline nhá. Để chúng ta chạy thử xem nhá, ta chạy thử file này đây, bấm chạy thử nhá, chẳng có lỗi không này. Đấy, xong nhanh thế nhỉ? À đúng rồi, nó nhanh nhỉ, nó đã mở rồi, đọc rồi là tổng hai số đã nhập là 206, kiểm tra đúng 206 không? Đây đây này, 190 cộng 16 chính là 206. Vậy đã đọc đúng rồi nhé. Hiệu hai số là âm 174. Vì tôi sửa cái file này nhé. Tôi sửa cái file này là 160, còn số thứ hai là 110 chẳng hạn. Tôi sửa lại mà tôi chạy thử cái file này. Xin tổng chúng là tổng hai cái này không nhé. Đây. Để báo ngay. Tổng hai số là 270 và hiệu là 5 là 50. Đấy, thấy ngay, mà rất nhanh đúng nhỉ. Đó, nhưng mà tôi vừa mới làm cái bài đầu tiên, chúng ta nhớ lại cái f readline nhé. Đây là cái lệnh, cái f này là cái lệnh, cái file lệnh rất hay đọc, mà chú ý là đọc từ từ text file là đọc từng dòng một. Đặc điểm nhất của Python là đọc từng dòng, chúng ta rất là khó mà đọc từng số một, rất là khó, phải đọc từng dòng một và xử lý cho từng dòng một, giống như là input, là đọc input từng dòng một. Rồi đó là cái bài thứ nhất nhé. Bây giờ là sang bài thứ hai. Đây, bài thứ hai là bài mà gồm có sẽ gồm có đầu tiên là dòng đầu tiên là có một số n, sau đó n dòng tiếp theo, mỗi một cái dòng như vậy là ba số nguyên khác nhau của số cách. Được. Chúng ta phải nhập cái này vào. Cái vào như nào thì như sau, chúng ta sẽ đưa, như nào bây giờ nhỉ? Các bài này tôi muốn yêu cầu, đến xong những yêu cầu của bài của chúng ta là cái này nó có dạng như là cái, ma trận đấy nhỉ, thấy được hơi khó một tí đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ, bây giờ tôi new một cái file, bây giờ tôi làm thử cái bài này như sau nhé. Như vậy là đây là cái đầu bài của chúng ta, đây là bộ dữ liệu này. Đấy. Không sao, bây giờ tôi sẽ như thế này, tôi sẽ dữ liệu của tôi đọc vào sẽ gồm có đây là n này, gồm có n, dữ liệu đọc vào sẽ là n, sẽ là một cái dãy gồm n phần tử, được chưa? Mỗi phần tử như vậy lại là một dãy con gồm 3 phần tử nữa,
Như vậy là thực ra đây là mới nâng cao một chút, nó là chỉ là nó là mảng của mảng đấy. Như vậy là gì? Cái bài dựa này mà chúng ta sẽ tạo ra một cái dãy, một cái list gồm có là n phần tử. Phần tử thứ nhất là gồm có 3 số 12, 90, 10. Phần tử thứ hai là 3 số là 5, 0, 7, 7. Phần tử thứ ba là 14, 20, 8, 8. Phần tử thứ tư là 6, 6, 7, 7, 0. Phần tử thứ năm là 6, 9, 10. Đó. Được chưa? Và chúng ta sẽ in ra cái dãy này. Như vậy là lên là mỗi cái dãy như vậy là gồm có 3 phần tử, 3 phần tử. Bây giờ tôi sẽ đọc vào mà tôi sẽ làm thử các bạn xem nhé. Như vậy là cái chiều dài đây là có 5 phần tử, đây là cho vào một cái list, nhưng mà cái chiều ngang ấy, chiều ngang có 2 3 số này tôi sẽ đưa vào một cái tuple cho này hơn. Như vậy là bài này là đọc dữ liệu vào và đưa ra một cái list gồm có n n phần tử, mỗi thử như vậy là một bộ 3 số dưới dạng là tuple nha, và dạng tuple. Chưa? Đọc vào là như sau, bây giờ là bài số 2 này. Bài số 2 là đọc dữ liệu, đọc dữ liệu từ tệp mà từ cái tệp thứ hai, từ cái tệp data 2 đúng không, chấm in in rồi sau đó là đưa ra tạo ra một cái list gồm n phần tử, mỗi phần tử là một cái bộ 3 số, một cái bộ 3 số. Đấy, một số này tôi đưa vào nó dạng tuple. Có thể ba số này có thể đơn giản là một làm list cũng được, như là list chứa list cũng được, nhưng mà để ba số để thúc phần cho nó hay thôi. Được rồi, tôi làm nhé. Bài này là làm tương tự như bài trên thôi. Tôi đặt F bằng open, tạo ra đầu tiên tạo ra một cái còn ở đây là file data data 2.in, không cần biết là đọc ra để mở rồi. Được rồi, thì việc tôi đầu làm này, file chúng ta sẽ đọc làm 2 lần. Lần thứ nhất là đọc là số n, sau đó chúng ta sẽ đọc một lượt năm năm ngân này là ở vòng 2, cần một vòng for 5 lần và ra lần thứ hai nhé. Được rồi, thì chúng ta làm này. Đầu tiên là chúng ta nhập, mà bây giờ chúng ta ghi cái này là đọc đọc n bộ số, bộ số nhé. Đấy, đây chính là cái file là số 2. Đấy, rồi đây nhé. Thì làm sao, là đầu tiên là n trước này, chúng ta gọi là n đọc dòng đầu tiên, n bằng là in của f chấm readline, các bạn thấy không nhỉ? Nhưng mà cái readline này này, cái dòng đầu tiên nó có một số thôi, cho nên là nó chính là cái này. Khi đọc là f readline đọc dòng đầu tiên, nhưng dòng đầu tiên của nó chỉ có là một số thôi, chúng ta dùng hàm in chúng ta chuyển ra là chính là số n. Đấy, vậy đây đây là chính cái dòng mà nhận mà đọc cái dòng đầu tiên, đọc cái số n là này, 5 này. Đó. Tiếp theo, theo mô tả của file chúng ta sẽ có 5 dòng tiếp theo. Và mỗi dòng như vậy chúng ta đọc một lượt cái file vào. Vậy làm như sau này, chúng ta làm như sau, như vậy tiếp theo nhé. Sau đó chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ for i in range. Như vậy cái vòng for này chỉ bảo đảm là đọc n lần thôi. Đấy, n lần. Được chưa? N lần. Mỗi lần như vậy chúng ta đọc vào, đọc một dòng tiếp theo của f phải đưa vào một cái số s gì? Này nó là f nào, readline. Được chưa? Đấy. Rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển hóa biến đổi cái s này vào và đưa vào một các phần tử list nhé. Rồi bây giờ làm như sau này, bây giờ tôi làm như sau, bây giờ tôi phải sửa lại một tí chỗ này. Bây giờ ở đây trước khi mà chúng ta khi chạy vòng for này, chúng ta sẽ đặt kia tạo một cái mảng, tạo một dãy là dốc. Được chưa? Rồi
nhé. Đọc n này, so tạo dãy A là rỗng này, so thành ra vòng lặp đây lại n lần. Mỗi lần như vậy chúng ta đọc dòng tiếp theo, đây là rất là đọc dòng tiếp theo, rất là đọc dòng tiếp theo của f đấy. Sau đó chúng ta sẽ biến đổi kia kia nhé. Chúng ta đây cũng được có a rồi, bây giờ làm ví dụ khác vậy, tôi viết là line, gọi là line thì cũng hay, thì đó là a line bằng s chia split nhé. Đúng không? Thế nào? Được Đúng chưa? rồi. Rồi, thế bây giờ chúng ta làm sao chúng ta lại biến đổi cái line này để tạo thành một cái dãy gồm có 3 phần tử. Đúng không? À, 3 phần tử. Thì như sau nhé, để tôi làm như này. Đây. Có nhớ làm cái này, tôi làm mà tôi dùng lại dính lại như dễ line nhé, bằng là nhanh này, bằng là in in của x for x in in lại. Được chưa? Đấy. Còn nếu các bạn muốn cho nó nhanh thì cho nó làm như này. Chúng ta có làm cho nhanh, chúng ta xóa cái này, chúng ta làm cho nhanh thì dùng nhanh làm ngay đây này. Line bằng này, bằng như sau này, bằng là int của x for x in. Đấy, thế này nhanh nữa cũng dòng nhé. Dùng cái em dùng cái lệnh tạo dãy nhanh thì chúng ta chuyển ngay s này sang làm một cái dãy các cái số. Như vậy cái line này là sau đây này là line, là một cái list cùng có ba số. Thì nếu mà tôi dùng nếu mà như mà tôi và dùng như chúng tôi muốn đưa bản thân cái line này vào A cũng được, tôi dùng lệnh a chấm pen cũng được nhé, pen line hoàn toàn được. Đấy. Để như này thì đầu ra của A nó sẽ là một list các cái list nhé. Chúng ta để nguyên này nhé. Còn tôi sẽ sửa cái chuyện này là túp phần sau nhé. Tôi để nguyên như này cho nó dễ này, dễ hiểu nhé. Đấy. Như vậy là for đây là lặp 5 lần này. Mỗi lần như vậy là s là cái đọc hàng tiếp theo này. Tôi biến đổi, tôi dùng lệnh tạo nhanh này để biến đổi các phần tử của s thành một cái dãy các số này. Nhưng mà line nó sẽ là một dãy có 3 số và bổ sung cái line này vào phần tử của A. Đấy. Như vậy đọc xong cái này là coi như đọc xong. Và sau lệnh này tôi dùng f close thì tôi đóng lại, tôi không như vậy tôi đã đọc xong cái hàm f. Thấy chưa? Và bây giờ tôi sẽ in ra. Tôi sẽ print. Tôi sẽ print. Print A. Coi như đọc xong. Thấy chưa? Đó. Như vậy đây là cái bài số 2. Nhưng mà tôi sẽ sửa sau. Bây giờ tôi sẽ thử cho đúng rồi nhé. Như vậy bài của chúng ta đó là như này. Là 5, 12, 9, 10, 10 nhé. Tôi kiểm tra một tí nhé. Đây là bài số 2 này. Tôi chạy thử này. Xem bài này chạy đúng không nhé. Đấy. 12, 9, 10, 10 này, 5, 0, 17 này, 14, 20, 88 là đúng rồi này. Đấy. Chưa? Nó là một dãy, nó là một cái list của list. Được chưa? Tôi muốn đi ra mỗi một list là một dòng thì làm như sau. Tôi làm như sau. Tôi bỏ lệnh print đi, tôi dùng là for x in A. In A, đúng vậy. Print x. In mỗi phần tử của A thì một dòng. Đấy, hay hơn, nhìn dễ hơn, tôi bấm lại nha, chạy thử. Đây là print chữ kiểu chữ T chứ không phải, chạy thử nha. Đây, kết quả như này, 12, 9, 10, 10 này, 5, 0, 7, 7 này, 14, 20, 8, 8 đấy, được chưa? Đó. Đây là cách mà chúng ta mỗi một cái hàng của cái này nó là một là nó là một cái list. Thì tôi muốn chuyển sang dạng tuple thì làm như sau, làm như này, sửa một tí là được nhé. Chỗ này tôi không để like, chỗ này nữa không để nguyên like, mà tôi sẽ sửa lại một tí như sau. Tôi sửa lại như này, đây tôi sửa lại cái này, tôi làm mèo một tí các bạn xem nhé. Tôi sẽ viết là tôi viết như sau này, để like xong rồi tôi viết là x thì phẩy y phẩy z bằng lại. Đấy. Thì lần này nó sẽ là gán phần tử thứ nhất cho x, phần tử thứ hai của line cho y, phần tử thứ ba là cho z nhé. Và ở đây tôi sẽ sửa lại như sau, tôi sẽ chèn vào đây là gì, chèn vào đây là x y phẩy z, chèn vào là một cái tuple như này. Thì in ra nó sẽ làm một cái tuple, chạy thử
Đấy, in ra này, dưới vòng tròn chứ không phải dưới vòng nhọn. Đấy. Vẫn thế thôi. Nhưng mà như vậy nó là một cái dãy gồm có là 5 phần tử, mỗi tử như vậy là một cái bộ 3 số. Đấy, thế là như vậy tôi vừa làm xong bài số 2 nhé. Bài số 2 là các bạn có thể sửa đi thành làm những bài khác, nhưng bản chất của bài số 2 là cái gì? Bài số 2 là chúng ta biết rõ trước là số lượng các dòng của cái file text là như thế nào và chúng ta kiểm soát được cái việc đó. Như vậy là chúng ta đầu tiên đọc đọc số n, đọc số n, sau đó chúng ta sẽ dùng vòng lọc để đọc chuyến cuối file. Đó. Được chưa? Bây giờ sang bài số 3 là bài khó hơn. Bài số 3 là bài mà chúng ta bài số 3 đọc từ cái file này, mà cái file này tôi không biết là phần tử của nó là bao nhiêu thì làm như thế nào. Thì bài 3 nó có nhiều cách làm, thì cách làm như sau nhé, tôi sẽ mô tả các bạn. Tôi sẽ mô tả các bạn hai cách làm cái bài số 3 này. Bài số 3 là chúng ta phải đọc có dòng thôi, nhưng mà chúng ta không biết số dòng là bao nhiêu cả. Không biết khi nào nó hết file thì làm như sau. Bây giờ tôi sẽ new một cái file, tôi làm cái bài bài số 3. Đọc dữ liệu. Dữ liệu từ file nhưng chưa biết rõ số dòng cần đọc đó, mà chúng ta chỉ biết là mỗi dòng như vậy là nó có cái dạng là gồm có hai dữ liệu, một là một cái tên, một cái sâu, và cái thứ hai là một cái số thực. Đấy, biết rõ như vậy nhưng mà không biết số lượng các vòng bao nhiêu à, thì làm như này. Để bài này nhé, bài này tôi lại ghi lại là cái bài số 3, đọc dữ liệu 3 nhé. Chúng ta làm ba cái bài này là chuẩn đã, sau chúng ta sẽ làm sang các bài tập khác phức tạp hơn nhé. Rồi cái làm như sau này, thì đối với việc mà đọc không biết thì làm như sau. Thì đối với Python nó có hai cái lệnh sau đây chúng ta chú ý, có hai cái lệnh mà một, tức cái lệnh read line là đọc từng dòng một nhé. Lệnh thứ hai mà chúng ta sẽ đọc là lệnh một, là lệnh read line, nhưng mà là có chữ s đằng sau. Đấy. Đây là như sau, đây là sẽ đọc toàn bộ nội dung của file từ vị trí đầu đọc hiện thời đến hết file, đến cuối file. Thì cái kết quả trả lại cái kết quả của cái thằng này, kết quả của cái của cái lệnh này nhé, lệnh này là một dãy các sâu, các dòng là sâu, và chúng ta sẽ xử lý tiếp theo ở từng sâu một. Được chưa? Ví dụ cái bài này của chúng ta, cái bài mà chúng ta đang đang làm đấy, bài số 3, cái bài này chẳng hạn, thì nó sẽ gồm có là nó, khi mà đọc hết nó sẽ tạo ra là 5 dòng, là một cái dãy gồm 5 dòng, mỗi dòng như vậy là một sâu như này. Chúng ta không biết, chỉ biết là đọc toàn bộ thôi. Như vậy là cái lệnh chúng ta học đầu tiên là cái lệnh read line có chữ sc đằng sau nhé. Read line mà không chữ sc là đọc một dòng, còn read line có chữ sc đằng sau là đọc toàn bộ từ vị trí hiện thời đến cuối file. Sau đó chúng ta sẽ xử lý cái này thành thành nhiều dòng. Được rồi, chúng ta làm như sau này, bài số 3 đây nhé. Rồi chúng ta làm như sau, rất đơn giản thôi. Chúng ta vẫn thế, chúng ta dùng f bằng open, sau đó là file chúng ta là file data 3 in. Được chưa? Được rồi. Nhưng mà chúng ta chú ý, nếu mà chúng ta tạo file, mở file như này thôi, thì về lý thuyết nó chỉ đọc các file mà toàn ký tự ASCII. Nhưng mà file data của chúng ta là cái file mà nó có cái chữ hà, chữ bình, đây là các ký tự Unicode. Thì như vậy chúng ta sẽ phải thêm một cái điều kiện nữa, khi đọc dữ liệu như này
khi chúng ta mô tả cái file như này thì nó sẽ đọc dữ liệu kiểu là gì, là ASCII. Còn nếu chúng ta muốn đọc mà trong file nó có cả cái từ Unicode là như sau, chúng ta phải thêm một cái đôi số nữa. Đôi số này là chắc chắn là phải buộc phải là đôi số khóa như sau. Chúng ta dùng là encoding, encoding bằng, và chúng ta gõ là UTF gạch ngang 8. Đấy. Thì như vậy chúng ta chú ý nhé, chúng ta phải thêm một cái đối số nữa. Mà đối số này các bạn nhớ lại hôm trước không? Đối số mà ghi là encoding bằng, thì đây là chỉ cái đối số mà có dạng, đây là dạng là đối số khóa, phải mô tả như này. Không, nó không có cái này thì vẫn đọc được, nhưng mà chỉ đọc đọc được cái file là file file ASCII thôi. Còn muốn cái file chúng ta có tiếng Việt thì ta phải có thêm encoding bằng UTF 8 nhé. Như vậy bây giờ chúng ta có thể hoàn toàn có thể mở ra đọc từng dòng một của F, được chưa? Rồi thế như sau này, thì bây giờ sau khi mở file ra rồi thì chúng ta sẽ đọc dữ liệu toàn bộ từ file vào, dùng lệnh là readline của chữ sc nhé. Chúng ta sẽ đọc tạo ra một cái biến là biến input, đọc đọc là biến là data đi, data input đi, đọc toàn bộ dữ liệu từ file vào đây sẽ là f chấm create line. Đây là cái lệnh mà đọc toàn bộ dữ liệu từ F vào cái diện và cái data input. Đọc xong rồi có thể thực hiện, đây chúng ta đọc xong rồi chúng ta có thể khóa lại, đóng lại, close lại. Đóng. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý. Được chưa? Chúng ta sẽ xử lý cái như vậy. Việc data input nó làm một cái biến dữ liệu mà là gồm có nhiều dòng, là gọi là gồm một. Như chúng ta mà tìm hiểu sâu hơn nữa thì data input nó chính là một cái list, và mỗi phần tử của list đó là một dòng của cái F. Như vậy là cái F của chúng ta ở đây nhé, là nó gồm có là 1 2 3 4 5. Thì như vậy cái data input của chúng ta nó sẽ là một cái dãy, một cái list. Mà phần thứ nhất nó là cái chữ này, là cái dòng này, phần thứ hai là dòng này, phần thứ ba là dòng này. Đó. Bây giờ tôi sẽ đọc làm thử nhé. Rồi như vậy là ta muốn là cái này rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ xử lý như sau. Tôi cần đưa dữ liệu vào hai mảng, một mảng thứ nhất là tên học sinh, mảng thứ hai là điểm điểm số của học sinh. Rồi, tôi tạo ra cái em một cái là tạo ra cái tên là tên học sinh. Tên nhé, tên học sinh. Tạo ra cái mảng này. Mảng này là rỗng này, đặt ra cái mảng thứ hai là điểm học sinh là rỗng. Tôi phải dùng cái này tôi lưu dữ liệu, và tên học sinh tôi lưu lại chính là gì, chính là Hà Bình, Hoa Vinh, Quang Vinh. Còn điểm học sinh là 97, 10, 7.5, 6.9, 7.9.6. Rồi tôi làm như sau này, bây giờ làm nhé. Khi đọc vào đây rồi thì tôi sẽ xử lý cái tệp này, xử lý cái biến này, xử lý như sau. Chúng ta như sau, chúng ta là for nha, yeah. For s in data input đây, in cái này này đó. Vì data input nó là một cái dãy các cái sâu, cho nên chúng ta mà cho s chạy trên cái data đó, và chúng ta xử lý thôi, và chúng ta xử lý nhé. Được chưa? Rồi thì cái s này chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta nó cũng SC là gồm có hai cái thành phần. Thứ nhất là tên học sinh, thứ hai là điểm. Chúng ta sẽ dùng ngay SC, chúng ta xử lý SC này bằng là S chấm split. Được chưa? Rồi. Phần tử thì lúc đó cái SC này nó chính là một cái này nó chính là một dãy gồm có hai phần tử. Phần tử nhất là tên học sinh. Phần thứ thứ hai là cái sâu điểm số này. Đấy, chúng ta xử lý sau này nhé. Rồi thì bây giờ tôi sẽ chuyển phần thứ đầu tiên là tên vào ngay cái tên học sinh luôn nha. Tôi làm như sau, tôi biết là tên học sinh xong chấm, xong nó là append s0 thế không nhé. Như vậy cái phần thứ đầu tiên của s thì là cái tên học sinh, tôi đưa nó vào bổ sung vào cái mảng là tên học sinh. Vì đây là s thì bằng này rồi. Rồi phần tử thứ hai là điểm, phần tử thứ hai là điểm học sinh nhé. Pen
VN thì không phải là S1 mà phải là flow của S1, vì cái S1 của chúng ta nó đã làm cái sâu, chúng ta phải chuyển sang sâu thực, chỉ là S1. Đó. Được chưa? Xong phần này mới là xong, nhưng mà chúng ta chuyển cái S thì cái đầu vào đấy, S thì in data input đây nhé, và tách ra là hai phần. Phần thứ nhất chính là tên học sinh. Phần thứ hai là điểm. Chúng ta phải dùng hàm float để chuyển sang điểm, sau đó đưa vào cái điểm học sinh. Như vậy bây giờ là tên học sinh, điểm học sinh đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ in ra nhé. Kết quả như sau. Kết quả như sau. For nha. Vẫn là cái data input hay là for, the for in range len của tên học sinh nha. Tên sinh. Đấy. Chúng ta in ra print. Print là tên học sinh. Tên học sinh y. Được chưa? Dùng cái tên. Đấy. Sau đó là điểm. Điểm trung bình. Và ngang luôn là điểm điểm học sinh y. Đấy. Như vậy là sẽ dọc theo kia, đây là cái kết quả của chúng ta đây này, chúng ta in ra tên học sinh và điểm học sinh. À. Chúng ta ghi ra để chúng ta chạy thử nhé, sẽ có đúng là sẽ in ra là Hà 997, Bình 10, Hoa 7.5 hay không nhé. Chúng ta chạy lại cái tiếp này. Tên là Hà này, điểm trung bình là bệnh là 9.7 này, đúng không? Tên là Bình này, điểm trung bình là 10.0 này. Tên là Hoa, điểm trung bình là 7.5 ấy. Mà chúng ta đang lấy cái sóng chương trình đọc dữ liệu từ ba cái điểm đó. Các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Đấy, nó rất đơn giản. À, đây là cách một, đây là cách chúng ta dùng cái hàm là f_headlines. Hàm này thì nó có một nhược điểm là chúng ta phải dùng một cái biến nhớ để lưu dữ liệu ở trong hàm F. Nếu mà F là một cái file rất lớn thì cái này sẽ tốn bộ nhớ. Cái này là cách là nếu cái F của chúng ta làm cái file file khách hàng, nó có hàng trăm ngàn khách hàng mà lưu vào này thì rất là mệt mỏi, thì nó sẽ cái file cái tiền đề này sẽ rất lớn và cái dữ liệu lưu bộ nhớ rất lớn, thì cách cách này là cách không hay lắm. Thì chúng tôi sẽ đưa các bạn một cách làm nữa hay hơn, rất hay hơn nhiều cái cách này, mà hoàn toàn tương đương cách này, là vẫn đọc được từng dòng của F nhưng mà là không cần, là chúng ta không cần tốn bộ nhớ. Rồi thì tôi mô tả theo cách bài đọc dữ liệu 4 nhé, là chính là bài 3 này, nhưng mà phương án 2. Rồi thì tôi dùng này, tôi save S sang sang một cái file là đọc dữ liệu 4. Bốn đây chính là phương án 2 của ba bài 3 đó. Chúng ta giữ nguyên như vậy và chúng ta sửa một chút thì là được nhé, nhưng mà chúng ta sửa như sau này này. Các bạn chú ý, thì chúng ta cách làm nhà chúng xong, chúng ta làm như này, chúng ta sẽ không dùng cái hàm redline nữa. Hàm redline này là nó có một nhược điểm là tốn bộ nhớ. Chúng ta làm như sau, chúng ta làm như này, chúng ta dùng ngay cái lệnh này, chúng ta dùng lệnh là for s in f đó, chúng ta duyệt trên cái này. Đấy. Rất hay là for duyệt trên f luôn, for đây là một số bất kỳ nhé, biến gì duyệt trên f và ta lấy dữ liệu từ f luôn. Như đây lệnh này sẽ lấy dữ liệu, sẽ lần lượt sẽ mô tả là như thế này, sẽ lần lượt đọc từng dòng của F từ vị trí hiện thời đến đến cuối file đấy. Nó cái đóng vai trò hệt như cái này, khi cái chúng ta đọc vào và chúng ta cũng phải dùng lệnh để duyệt trên cái các cái phần đọc vào đó. Còn đây chúng ta đọc ngay trên F rồi,
thì nó rất thuận tiện. Cái lệnh cái phương án này chúng ta là không cuốn bộ nhớ, không phải dùng cái không không phải dùng cái biến để lưu toàn bộ dữ liệu của F vào trong bộ nhớ, mà chúng ta duyệt trực tiếp trên F luôn. Thì cách hai này là hay hơn nhiều vì nó đỡ tốn bộ nhớ. Rồi chúng ta làm thử nhé. Bây giờ tôi sửa một chút thôi trên màn hình thôi, vẫn là lệnh nói nhé. Tôi sửa một chút này, tôi không dùng lệnh này nữa, lệnh tôi bỏ qua lệnh này đó, được chưa? Tôi làm như sau này, bây giờ như sau, bây giờ tôi xóa đi toàn bộ chỗ này. Đấy. Ở đây tôi vẫn để là tên bằng F, và đây là for s, không phải in data input mà for s in f. Đấy, nhận chỉ này này. Đấy. Như vậy là khác nhé. Chúng ta là không cần dùng cái lệnh giống như ở phần kia là phải cùng dùng cái data input để đọc readlines, mà chúng ta for s in f luôn. Và mỗi lần như vậy chúng ta xử lý như này. Xử lý xong đây tôi quên làm lệnh nữa, đây rồi thêm lệnh lệnh là lệnh đóng phải là f.close. Còn là các lệnh khác là không thay đổi. Thì các bạn có thể ghi nhanh cái này vào trong máy trong các bạn nhé. Nhưng mà tôi sửa một chút thì nhắc lại này. Với bài này là chúng ta là không cần chúng ta không cần dụng cái lệnh là readline để đọc toàn bộ dữ liệu từ vị trí hiện thời đến cuối nữa, mà chúng ta dùng cái lệnh là for s in f, cái lệnh này đó, được chưa? Thì với một cái như vậy để đọc từng dòng một và mỗi dòng chúng ta xử lý giống 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 như ở trên, như ở trên xử lý này, chúng ta xử lý s thì chúng ta cho đưa cái tên vào, đưa vào tên hsc và điểm, đưa vào điểm học sinh, và hết lệnh for này là xong xong tôi phải đóng file là một lệnh là f f close, đóng file lại. Sau chúng ta in kết quả ra đây, kết quả nó vẫn hết như vậy nhé, nó vẫn là hà điểm trung bình để kiểm tra chạy thử này, nó vẫn như vậy, nó vẫn là tên là Hà này, vẫn như vậy. Thì tôi sẽ thêm người vào đây nhé, cái này chúng ta không thuộc vào file, thì tôi thêm vào nhé, thêm vào tên là Thuận 7.9. À, thêm vào người nữa đi là Thu 8.5, thêm hai người nữa nhé, Thuận và Thu nhé. Tôi ghi lại này, và mình chạy lại cái file này, file chúng ta là file này, chạy thử nó sẽ ra thêm, nó thêm là Thuận và Thu như này này. Bạn đã hiểu chưa? Tôi vừa mô tả các bạn đây là ba trường hợp đơn giản nhất này để chúng ta. Còn sau này chúng ta có thể từ từ cái ba ví dụ này chúng ta có thể mở rộng ra, chúng ta làm nhiều nhiều mà thật nhiều cái dạng khác nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ em là như vậy là tôi tổng kết lại là với lệnh đọc file thì chúng ta sẽ sử dụng một như vậy, lệnh đọc file, chú ý lệnh đọc file, đọc dữ liệu từ file nhé. Trong Python chúng ta chú ý có ba lệnh quan trọng, một là lệnh là f readline là đọc từng dòng, đọc một dòng và dữ liệu nó trả lại là chính là cái dòng đó, đọc từng dòng một theo cái đầu đọc nhé. Cách thứ hai là ta đọc toàn bộ từ vị trí thời đến cuối là cái lệnh là f readline sc, đấy là đọc toàn bộ nhiều dòng, đọc toàn bộ dữ liệu đấy, toàn bộ file luôn, tất nhiên đọc là đọc từ vị trí hiện thời nhé. Rồi còn cách thứ ba là hay hơn nữa, cách thứ ba là thay cách hai là chúng ta dùng lệnh là for s in f, là cũng là duyệt từ vị trí hiện thời đến cuối file, đọc tất cả các dòng, s in là mỗi lần đọc là một dòng, lệnh for là một dòng đấy. Thì cái lệnh này nó tương đương, hai lệnh này nó tương đương nhau về mặt ý nghĩa, nhưng mà nó cái hay hơn của cái ba là chúng ta không tốn bộ nhớ. Nếu cái file chúng ta là file cực lớn thì ta không mất công bộ nhớ để lưu toàn bộ cái file lại trước đó. Được rồi, thì đây là ba cái lệnh là file mà hay dùng nhất, mà ba lệnh này là đủ đọc cho tất cả các dạng file. Lấy ví dụ bây giờ chúng ta muốn xử lý cái bài tập nhé, chúng ta bây giờ tôi muốn xử lý cái file data ba này này. Bây giờ tôi muốn là xử lý như sau, đầu vào không phải là chỉ có một chữ là Hà đâu, mà cả tên họ tên thì làm thế nào? Để tôi sửa cái file này,
Data 3 này tôi copy sang data 4 và tôi làm cái file như sau. Như một cái file này. Bây không phải là chỉ có là một cái tên mà là nhiều tên, như là một mẫu đầy đủ như thế nào đây. Thì ta làm như nào thì hơi khó một chút nhé. Là Bùi Việt Hà này, đây là Đỗ này, Hòa Bình này, dưới đây là Vũ Thị Hoa, thì làm như nào, ở đây là Nguyễn Nguyễn Vinh Quang này. Đó là Vinh là Trần Trần Vinh, Thuận là đây là Lê Thu Thuận, đây này là ví dụ nhé. Tôn nữ Thị Thu. Thì với cái file như này chúng ta làm như nào để thực thi lại cái file này, ghi lại dưới dạng là plain text, thì chúng ta sẽ phải xử lý khó hơn một chút đúng không nào. Đây bây giờ plain text nhé, cái file này là file đặt tên là file là data 4 in đây. File này các bạn có làm được không? Chúng ta làm giống như cái file lúc nãy thôi, nhưng mà chúng ta phải xử lý khó hơn một chút. Nhưng mà này, tôi làm thử bài này nhé, trước khi làm sang cái lệnh mà in ra file. Nhưng mà tôi làm thử bài này nhé. Bài này tôi làm như sau này. Bài này là đọc dữ liệu từ bản từ từ file dạng ghi và có họ tên học sinh và điểm số. Sau đó tôi sẽ chỉ ra cái người mà có điểm cao nhất nhé, và thông báo ra màn hình. Và thông báo ra thì tôi có thông báo ra đầy đủ tên hoặc thông báo ra tên được nhé. Rồi, bây giờ tôi làm cái bài mẫu nhé, một bài nữa này, đọc dữ liệu từ cái file này và in ra cái học sinh có điểm cao nhất rồi nhé, và chúng ta cái số liệu của nó là tên đầy đủ và sau đó dấu cách, sau đó là điểm trung bình, và yêu cầu là in ra học sinh là có cái điểm trung bình cao nhất. Rồi, bài tập đó là bài tập mới đấy nhé, đi dùng cái file mới này, đọc dữ liệu điểm này, dữ liệu điểm và in ra học sinh, in ra học sinh có điểm cao nhất. Bài này hơi khó, thôi khó một chút, tôi không có gì là khó lắm, nhưng mà nó chỉ xử lý hơi sâu một chút thôi nhé. Rồi tôi làm thử bài này nhé. Bài này là cái bài là đọc đọc dữ liệu bốn, ứng biết là bộ dữ liệu 4 nhé. Rồi, tôi cùng làm nhanh như các bạn nhé. Đây, đầu tiên là cũng là F này. F bằng open. Open. Data 4, đúng không? Data4.in. .in. Sau đó chúng ta sẽ phải gì? Và dùng cái lệnh là encoding. Encoding bằng UTF-8. Có tiếng Việt là chúng ta phải làm như vậy. Rồi, đây lệnh đọc để mà mở lệnh đọc, được chưa? Rồi, sau đó chúng ta sẽ tạo ra hai cái tệp là tên học sinh giống như nãy, tên học sinh bằng cái mảng như này và điểm học sinh để chúng ta nhập vào, được chưa? Rồi, sau khi mở rồi chúng ta phải làm sao, chúng ta for. Vì chúng ta không biết là cho F là có bao nhiêu dòng không biết, tôi cho nó dùng lại là for S in F đấy, là nhanh nhé, duyệt tất cả các dòng của F đấy. Đấy chưa, với S như vậy chúng ta làm như sau. Rồi mình chúng ta làm như này, chúng ta tạo một cái biến, làm cẩn thận cho dễ nhé, tạo một cái dãy A là tách tách từ cái split, được chưa? Rồi, sau khi tách rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu lấy ra cái phần phần đầu và phần cuối, cái phần từ cuối của A chính là điểm học sinh, phần đầu của A chính là cái phần họ tên của học sinh. Thì làm như sau nhé, đầu tiên chúng ta lấy phần đầu trước này, phần đầu của nó chúng ta sẽ đưa vào cho nó dễ, chúng ta gọi là cái, chúng ta đặt là tên đi, đặt là tên nhé, hay là họ tên này,
Hoặc thêm bằng cái gì? Chúng ta lấy phần cái dãy con của A từ 0 cho đến cái từ 0 cho đến cái chỉ số là len A trừ 2. Len A trừ 2 lên đến tức là chạy đến cái vùng chỉ số là len đến len A trừ 1. Sau đó chúng ta sẽ dùng lệnh join chúng ta nối vào thì ra họ tên luôn nên chỉ là cái này. Chấm này join. Join của cái gì? Join của cái A nha. Bắt đầu từ 0 cho đến là len A trừ 1. Đây chính là cái đây chính là cái len đây chính là cái dãy con mà bắt đầu từ đầu đến len A trừ 1. Nó chính là gì? Nó chính là cái tên học sinh này. Cái phần từ cuối cùng nó là điểm nhé, còn phần đầu tiên chính là cái phần mà họ tên học sinh. Như vậy là cái này chính là tên học sinh mà ta nối lại bằng dấu cách thì ta họ được họ tên. Đấy. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta sẽ bổ sung cái tên này vào. Tên học sinh chúng ta open open là họ tên. Theo điểm này sẽ bằng là phần từ cuối cùng. Chúng ta vào chuyển sang float, chúng ta dùng lại float này và phần từ cuối cùng của A chính là len A trừ 1. Phần từ cuối cùng của một cái dãy của cái mảng chính là cái chỉ số len A trừ 1. Thì ra lấy ra số cuối cùng mà chúng ta dùng hàm float để chuyển sang là số thực và đưa vào cái biến điểm và chúng ta sẽ nhập vào cái biến là điểm append gì? Append là điểm. Đây, sau lệnh này chúng ta đã tính được kia tính được hai cái mảng này. Các bạn có hiểu không nào? Tôi làm từ minh ra cho nó dễ nhé. Và sau lệnh này chúng ta sẽ đóng cái lại. Close. Rồi, bây giờ tôi sẽ tìm max tìm cái giá trị max và tôi đếm tôi kiểm tra xem nó nằm ở đâu. Tôi đặt cái giá trị là max max d d đây chính là cái hàm max của cái là điểm học sinh đấy. Nếu điểm học sinh là một cái dãy các một cái list các cái giá trị điểm nhé thì cái hàm max là tính max của nó nhé. Các bạn để tôi một chút nhé. Alo. Em bấm kết thúc là nó sửa ngay nhé. Bấm kết thúc là nó sửa được ngay. Thế nhưng mà mình đang bận lên lớp thì mình cứ đợi mình hỏi lại sau nhé. Đó, thì đây là sau khi mà tính này nhá, nhưng mà cái max max d là giá trị điểm cao nhất của lớp ta. Sau đó tôi tìm ra cái chỉ số của nó nhé. Tôi gọi là index 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 bằng gì? Bằng là điểm học sinh. Sau đó tôi dùng cái hàm index để tôi tính ra cái chỉ số của cái học sinh mà đạt max. Hay. Quan trọng là cái là index nhé. Index nhé. Rồi sau đó thì tôi sẽ em đây là cái biến thôi, sau tôi sẽ in lên thôi nhé. Tôi thông báo là print học sinh có điểm cao nhất. Cao nhất là ai nhỉ? Chính là tên học sinh với cái chỉ số là index. Chưa? Với điểm của chúng ta đây nhé là những người này nhé, xong ai tôi kiểm tra trước ai là cao nhất nào. Cao nhất chính là Đỗ Hòa Bình nhé, nhưng mà người người cao nhất chính là Đỗ Hòa Bình, kiểm tra xem đúng không nào. Đây. Dữ liệu 4 nhé. Giờ chạy thử nhé, chúng ta kiểm tra xem là tôi làm đúng đúng hay là sai. Cao nhất chính là Đỗ Hòa Bình như này. Đây. Chính xác. Vì tôi sửa lại dữ liệu, tôi kiểm tra nhé. Như vậy Đỗ Hòa Bình tôi cho hạ xuống điểm hạ xuống là 7. Thì bây giờ cao nhất sẽ là Hà. Hãy chạy thử lại nào. Đúng là Hà không nào? Có đây này. Bình 7.
Tự tự về tôi chưa chạy. Ở bên này mình chạy bên này mới đúng như nào, chạy thử nào. Đây, cao nhất chính là Hà đây nhé. Vừa nãy là tôi bấm nhầm, tôi lại chạy trên cái chạy cái chương trình là data 4 in nhé. Được rồi, thì như vậy chúng ta thấy là đây là như vậy, tôi vừa mô tả các bạn là ví dụ cụ thể nữa để chúng ta đọc dữ liệu từ từ file. Khi đọc dữ liệu từ file của đối với Python là như vậy. Bây giờ tôi sẽ mô tả sang các bạn cái lệnh ghi ra. Thật ra lệnh ghi ra file thật ra nó cũng tương đối phức tạp, giống nó ngược lại với cái lệnh chúng ta vừa đọc lại read read line thì có write line vân vân. Nhưng mà ở đây tôi sẽ mô tả các bạn lệnh ghi ra file đơn giản nhất mà biết được là như sau. Đấy. Thì cái Thấy lệnh ơi, thấy ơi, thấy ơi, ôi ơi cái bài đó thầy lấy cái chỗ cái đọc dữ liệu này, thầy thầy cho hai cái người mà có điểm số giống nhau thì có xuất ra hai người không thầy? không, nên bài này vì cái hàm index nó sẽ ra người, cái hàm này nó chỉ ra cái người đầu tiên thôi. Ví dụ tôi vừa cho Hà là bây giờ đây nhé, tôi vừa cho Hà, tôi vừa cho Hoa nhé, đây này, vừa cho Hoa là 9.7 thì nó chỉ ra Hà thôi, nó không ra Hoa. Còn cái bài mà một cái bài khác là tìm tất cả những người có điểm cao thì là bài bài khác, chúng ta phải thêm nữa chúng ta mới làm được, chúng ta phải sửa một chút nữa mới làm được. Còn cái bài này vì sao, vì cái này mà chúng ta chỉ là cái bài mà để dùng cái tìm max này và sau đó chúng ta tìm ra cái chỉ số này. Ở đây cái bài tập về nhà đấy, bài tập về nhà là các bạn hãy làm lại bài này và chỉ ra tất cả những người có điểm cao nhất thì làm như nào, chúng ta phải xếp thêm một chút nữa chúng ta mới làm được. Còn bài này là dùng một hàm index này thôi, nó sẽ trả về cái nó trả về cái chỉ số của người của cái người đầu tiên đã điểm cao nhất. Còn nếu các bạn mà muốn làm mà tìm ra tất cả, chúng ta sẽ phải thêm một đoạn chương trình nữa. Thì cũng dễ thôi, không gì là khó cả. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ mô tả cái dữ liệu để tôi ghi ra nhé. Đây bây giờ như này, bây giờ ghi ra là như sau này. Bây giờ tôi sẽ làm một tôi mô tả một lý thuyết về ghi ra là như sau. Về ghi ra thì như sau. Thế là các bạn có đọc sách có rất nhiều các cái phương thức để chúng ta ghi ra file, nhưng mà đây tôi chỉ nói một cách làm đơn giản nhất là như sau thôi nhé. Mình thả một thứ cho nó dễ đúng không chúng ta. Thì đối với khi mà chúng ta mà tạo ra muốn ghi ra file thì chúng ta vẫn phải tạo một đối tượng file là open. Sau open là tên file. Chúng ta đã vừa biết rồi nhé, tên file. Đấy. Nhưng mà sau đó chúng ta phải viết dấu v kép. Đấy, cái này bắt buộc phải có này. Đấy. Phải có là cái mà hoặc là v kép nhé. Thì nếu để như này ý, thì chúng ta sẽ ghi ra file là file với dữ liệu là ASCII. Đấy. Còn nếu chúng ta muốn mà ghi ra dữ liệu là cả dữ liệu là chữ và chữ tiếng Việt thì chúng ta sẽ phải xử lý như sau. Chúng ta sẽ phải thêm vào đây này như thế này. Chúng ta sẽ phải phẩy và encoding bằng UTF-8 giống như trên nhé. Đấy. Thế đây là cái lệnh là chúng ta tạo ra một cái file, và khi chúng ta có cái chữ VK này thì máy sẽ hiểu ngay, máy sẽ tạo ra một cái file rỗng, một file text rỗng và sau đó chúng ta có thể ghi ra file. Được chưa? Đó. Thì lệnh ghi ra file là như sau, để chúng ta tôi mô tả. Thì cách chúng ta ghi ra file đơn giản nhất là chúng ta dùng lệnh print. Chúng ta tưởng tượng cái file đó nó giống như là màn hình của chúng ta. Và chúng ta in ra bằng lệnh print. Lệnh print bình thường sẽ in ra màn hình. Còn chúng ta muốn in ra ra file chúng ta làm như sau. Đây. Bình thường thì chúng ta dùng lệnh print. Đúng không? Chúng ta có V1, V2 và VN. Đấy, in ra đây là chúng ta, đây là in ra màn hình. Còn nếu chúng ta muốn in ra cái file F kia kìa, chúng ta làm như sau. Chúng ta click lệnh sau đây là print và V1, V2, VN và sau đó chúng ta thêm một cái đối số nữa là file bằng F bằng đấy. Thế đây là cái lệnh sẽ in ra file, và chúng ta chú ý là cái này sẽ nằm ở cuối cùng. Còn ở phía trước này, ở phía trước file này chúng ta vẫn có thể dùng các ký tự như chúng ta đã biết làm, như chúng ta dùng như là n bằng như chúng ta muốn in ra trên một hàng ngang là như vậy bình thường, và ở cuối cùng của nó chúng ta đưa vào cái đối số có dạng là file bằng f
bằng 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 cái đối tượng file nhé, bằng tên đối tượng file. Còn mọi thứ đều vẫn vẫn bình thường. Như vậy là cái lệnh print nếu mà có thêm cái chữ file, thêm cái đối số là file bằng bằng tên đối tượng file thì nó sẽ in ra file. Chứ nó rất là nhanh mà nó rất dễ hiểu, của chúng ta rất hiểu lệnh lệnh print rồi. Thì chúng ta chỉ việc thêm cái file vào, file bằng F là chúng ta in bình thường ra file. Chúng ta tưởng tượng cái file của chúng ta, một cái file text chúng ta như như là một cái màn hình vậy. Cũng gồm có nhiều dòng, chúng ta in ra. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm như này nhé. Bây giờ tôi sẽ làm cái chương trình như này nhé. Tôi làm cái một số bài đơn giản nhé. Bây giờ bài đầu tiên này. Bài đầu tiên là như sau này. Bài đầu tiên là như sau, tôi sẽ làm cái bài là ngược lại với cái bài lúc nãy nhé. Bài lúc nãy là đọc từ dữ liệu là gồm có tên học sinh này, sau đó làm là điểm nhé. Bài này lại sau bài này là như sau, đề bài là gì? Đọc từ bàn phím, đầu tiên đọc bàn phím số N. Sau đọc tên N học sinh và điểm học sinh. Sau tôi ghi ra file dưới dưới cái dạng là dưới cái dạng là là cái này. Được chưa? Đầu bài như sau này, như vậy tôi cho ra làm cái bài mới như sau này, đây. Ghi nhé, bài này là như sau, là đọc đọc từ bàn phím số N, sau đó là nhập 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 lần lượt N tên N học sinh, N tên học sinh nhé, tên học sinh và điểm, tên học sinh và điểm số và điểm trung bình. Sau đó là ghi ra file, ghi ra file, ghi ra tiếp dưới cái dạng mà ta đã biết, dưới dạng tiếp dạng gồm có là tên tên, sau đó là dấu cách, sau đó dấu cách, sau đó là điểm. Và có n học sinh nhẹ thì sẽ in ra thành n dòng, được chưa? Đó, thì bài này thì sẽ là bài đầu tiên nhé, là bài là ghi ghi dữ liệu một. Tên file của chúng ta sẽ đặt đặt tên là tên file là điểm chấm out nhé. Rồi làm luôn bây giờ nhé, tôi vào làm tôi bây giờ chúng ta biết rồi, bây giờ, lệnh ghi ra file chỉ là cái lệnh là lệnh print cho nên rất dễ hiểu. Là như sau. Đầu tiên tôi đặt là F, tôi mở cái file này tôi ghi vào. Đây. File chúng ta là file là điểm điểm số đi, điểm số chấm out nha. Đây. Đây là tên file. Cái file chúng ta sẽ là, xin lỗi, điểm số này phải cái liền nhau không nên máy được không? Đấy, điểm số nhé, điểm số chấm out là file text. Sau đó chúng ta sẽ phải và ghi là mở ngoặc chữ W, đây đây là quan trọng. W thì máy hiểu là như vậy là tạo ra cái file là file rỗng là file rộng để ghi vào. Và sau đó là encoding như bình thường, encoding bằng UTF-8. Thì đây là cái lệnh. Khi mà chúng ta dựng tài liệu này thì máy sẽ tạo ra một cái file là file điểm số out và file rỗng, và chúng ta sẽ điền vào ghi vào từ đầu đến cuối nhé. Thì cũng như vậy, cũng như lệnh lệnh đọc thì khi đọc khi ghi ra thì máy sẽ ghi ra, đầu tiên là máy tạo ra một cái file rỗng, một cái file rộng, một cái file rỗng, và chúng ta con trỏ ghi sẽ nằm ở đây đấy. Và chúng ta ghi từ đâu con trỏ chuyển ra đấy. Khi mà chúng ta xuống dòng thì lại là xuống dòng, chúng ta sẽ ghi ghi thành nhiều dòng. Đầu đọc cái đây là thành đầu ghi, sẽ ghi từ đầu đến cuối. Thì cách cách ghi nó giống như là đọc ngược lại nó mới đọc thôi. Rồi thì tôi làm này, tôi sẽ viết là n đặt bàn phím nhé, n bằng in này, input này, nhập số học sinh cho học sinh nhé. Nhập vào tôi sẽ chuyển sang dùng cái hàm in để chuyển sang là số số nguyên, được chưa? Sau đó tôi sẽ lọc n lần. Mỗi lần như vậy tôi đọc một học sinh và một điểm,
nhưng mà tôi phải for i in range n nhé. Rồi bị ấn xuống dòng ngược, ấn xuống dòng ngược rồi nhé. Rồi tôi làm như sau này, đầu tiên là nhập tên trước nhá. Đây tôi viết là hôm bia xong rồi, đã bia tôi phải làm này, đã nhét bia tôi về đây, tôi phải làm cái tên học sinh, tên học sinh tôi phải đưa vào một cái tạo dữ liệu, tôi đưa vào sau đó là điểm học sinh, cần không nhỉ? Không cần, đọc tới đâu tôi ghi ra đấy luôn nhé. Thì các bạn nhé, có thể đọc xong, thì tôi đưa vào, tôi đưa vào mảng, xong từ mảng tôi ghi tôi ra file, hoặc là tôi đọc tới đâu tôi ghi ra file từ đó cũng được. Sao tôi làm ván là đọc cách một nhé, là đọc, từ đâu, tôi ghi ra file từ đó, được chưa? Rồi nhưng mà for in range n này, rồi sau đó tôi làm như sau này, tôi đặt tên là tên này bằng input nhập họ tên học sinh nhá, nhập tên học sinh thứ thứ mấy nhỉ, thứ này cộng với str thứ y cộng 1 nhé, y cộng 1 cộng với dấu nháy. Đấy, đây là cái câu chúng ta in ra là nhập tên học sinh thứ mấy, sẽ là thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ n, vì y chạy từ sẽ từ 0 đến n chỉ 1, cho nên phải đặt đây cộng 1 vào cho nó thành là từ 1 đến n nhé. Rồi như đây là lệnh đọc nhỉ. Đọc xong rồi thì chúng ta sẽ đọc tiếp phần thứ hai là điểm, bằng, chúng ta đổi sang float luôn nhé, float này. Float này, nhập điểm học sinh, nhập điểm, nhé. Nhập vào là ta làm là đây là float là t đúng không? Đấy. Nhập luôn điểm nhé. Nhập xong mà tôi nhập xong người nhất là tôi ghi luôn ra cho nó tiện tiện nhé. Nhập theo tôi in ra đó nhé. Để tôi dùng này, dùng lại là print. Đấy, chúng ta chú ý lệnh print này. Tôi sẽ print ra gì? Print ra là tên học sinh này, xong phẩy, xong điểm này. Đó, điểm, được chưa? Điểm và tôi in một dòng, chứ tôi dùng là file, bằng F và đóng ngoặc, không cần cái n bằng nữa vì tôi muốn khi xong tôi xuống dòng, mỗi một cái tên một điểm là trên một dòng đó, file bằng F, được chưa? Đấy thì sau lệnh là sau vòng học in này là ta ghi xong, và thì đây chúng ta khi chúng ta ghi xong chúng ta dùng lệnh F close lại, mẹ in ra cái đó. Đó là cái bài đầu tiên rất đơn giản nhé. Như vậy là nhập, đầu tiên là nhập số tin n này, xong là lượt nhập n tên học sinh và điểm học sinh đi luôn, nhập ví dụ như là Nguyễn Hòa Bình 10, Nguyễn Quang Vinh 7, vân đọc 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 tới đâu in ra tới đó. Mà đây, không phải in ra màn hình, mà đây là in ra gì, đây là in ra gì, đây là in ra file. File rồi chúng ta chạy thử nhá, thử bài này nhé. Tôi ghi lại này và tôi chạy thử nhé. À quên quên, chỗ này là viết sai, chỗ này là phải input chứ, ghi quẩn. Rồi float input nhập điểm, sau đó dùng float chúng ta chuyển ra. Đấy, các bạn sửa cho em tí nhé. Đây, chuyển lại này. Đấy, học sinh tôi nhập là 4 học sinh nhé. Học sinh thứ nhất này Nguyễn Quang Vinh này. Đấy, enter. Điểm nhất là 7.8, enter. Người số 2 là tôi cho nó dễ nhé, điểm thứ hai là 8, người thứ ba là Đỗ Hòa Bình là 9.9, người thứ tư là Trần Lê Vận, điểm là 9.1, enter
Như vậy là xong. Khi xong rồi thì máy nó tạo ra cái file. Bây giờ tôi mở file xem này. Tôi mở cái file là file gì? File của chúng ta là file điểm số ao này. Là cái file tôi vừa tạo ra. Tôi mở ra xem này. Đấy. File chúng ta tôi vừa tạo ra đây này. Đấy. Các bạn biết sao là có thêm dòng dòng năm là dòng dòng rỗng không? À, vì khi in ra cái này nó xuống dòng. Đấy, vì chúng ta nhớ lại cái lệnh bài của chúng ta nhé. Bài chúng ta là bài này đó. Là ghi dữ liệu đâu nhỉ? Ghi dữ liệu đây. Khi chúng ta mà này, chúng ta print này file thì lệnh này nó sẽ xuống dòng. Đấy, cho nên là nó bị khi in ra file nó thừa một dòng, nhưng dòng nó dòng rỗng chúng ta không không chúng ta không không quan tâm nhé. Đấy. Thật ra không hay lắm thì được dòng đó là dòng rỗng. Còn nếu mà tôi muốn in ra là bây giờ tôi muốn sửa lại một chút, tôi in ra như sau thì thật là đạo hay không có hiểu gì. Tôi muốn in ra cái file của chúng ta là file này này. Tôi muốn in ra là cái file của chúng ta là bắt đầu là cái số n là số 4, sau đó mới là các số này thì cũng được. Thì các bạn nhé, có thể về nhà làm thành một bài tập. Tức là về nguyên tắc là gì? Cái lệnh mà in ra file là như vậy. Là ghi ra file là chúng ta dùng lệnh print nhé, lệnh mà dùng lệnh print và file như vậy. Thật ra chỗ này là không thật hay lắm vì cái dòng trống này là khi mà đọc file vào là nó bị ảnh hưởng nhé. Nhưng mà thôi được, nó sẽ đọc file khi là nó thành, nó máy hiểu là chỗ này là nó máy hiểu là năm dòng. Khi đọc file vào thì nó máy đọc đến cái dòng thứ năm thì là nó thành là dòng rỗng, không hay lắm. Thôi được, cái này các bạn về các bạn tìm hiểu qua. À, sau thêm nhé. Ừ. Thầy ơi, cho em hỏi Em tí. hỏi đi. Thưa thầy là ví dụ mình mà in ra một cái file mà trong cái file đấy ban đầu nó đã có dữ liệu rồi thì in ra thì nó có bị đè Cái xóa này cái file cũ in ra không thì ạ? bị đè chứ. Nó giống như kiểu phát Chúng ta muốn in ra ở dạng không đè thì chúng ta làm như sau. Chúng ta có cái thuộc tính là có chữ A thì in ra sẽ là bổ sung nhé. Vì tôi cho các bạn xem cái câu lệnh tổng quát của cái lệnh open nhé. Open này. Tôi được kiểm tra một tí, sẽ kiểm tra cái mốt của nó như này, mốt của nó như này nhé. Để tôi một chút, tôi kiểm tra cái này. Tôi dùng cái lệnh doc là cái lệnh doc string của hàm đấy, tôi kiểm tra nhé. Cái này này. Bị đấy, vì tôi làm như này. Này ấy quá, nhìn nó nhìn nhìn khó chịu quá, tôi làm này. Lại là print open. Tôi kiểm tra cho bạn xem toàn bộ tất cả những cái thuộc tính kia, gọi là cái mốt của cái đây này nhé. Nó có rất nhiều mốt. L là đọc này đúng không, V kép là ghi ra này đúng không. Bây giờ A là chính là cái A là cái kiểu mở ra để mà ghi đi ghi vào cuối của file. Cái A là cũng hay dùng. X thì là tôi thấy nó giống như là V kép thôi nhé. X thì nó khác V kép là gì? V kép là nếu mà file nó đã có rồi nhé thì máy nó sẽ xóa được nội dung của file cũ đi. Còn X thì yêu cầu là khi chúng ta tạo dùng cái mode là X thì máy nó hiểu là phải tạo ra một file mới. Nếu chúng ta mà tạo ra một cái file mà có trùng tên file cũ thì máy nó báo lỗi. B cho tính B là ghi ra dạng binary nhé. Thì tôi cũng chưa dùng bao giờ cả. Cái này đều chưa dùng. Hiện nay chỉ dùng lớn là VR, V kép, chúng ta có thể thêm cái A được. A là dùng để bổ sung, giống hệt như là mở file của Pascal. A là để bổ sung vào cuối của cái file đã có. Chúng ta nhớ vậy nhé. Đấy. Được chưa? Đấy. Đấy, nhưng mà bây giờ chốt lại là chúng ta chú ý là chốt lại là chúng ta mà chú ý cái với lệnh đọc thì chúng ta chỉ có ba cái lệnh quan trọng. Lệnh đọc là readline là đọc một dòng, còn đọc nhiều dòng thì có thể dùng là readline, mà readline thì theo tôi là không là không, không nên dùng. Chúng ta dùng ngay là for s in f là hay dùng nhất, cái lệnh này là hay dùng nhất. Còn lệnh là ghi chúng ta chú ý là có cái file
dùng cái thêm một cái đối số nữa là file bằng bằng đây là tên của cái đối tượng file, và chúng ta hình dung cái màn hình cái file như là màn hình vậy, thì nó qua đã tạo print rồi, chúng ta chuyển cái việc file này rất là dễ. Thì sau cái lần bài này trở đi, chúng ta sẽ được quyền dùng thoải mái những cái bài mà liên quan đến xử lý file. Khi mà đi thi học sinh giỏi thì bắt buộc là phải xử lý file rồi, không 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 cách nào khác. Được chưa? Hôm nay hết giờ rồi, thôi mà chúng ta nghỉ sớm một chút nhé. Hôm nay là trong giờ phút này là xong xong toàn bộ gần hết cái chương trình của chúng ta rồi. Hôm sau tôi sẽ nói tiếp một buổi nữa là coi như là kết thúc toàn bộ cái chương trình của chúng ta. Hôm sau tôi nói về về kiểm thử gỡ lỗi và phân loại lỗi và cách bắt lỗi ở trong Python. Chúng ta nghỉ nhá. Vâng, em cảm ơn Rồi, thầy. Em chào thầy em ạ. chào thầy. Thầy. Chào thầy. Rồi, em chào các bạn nha.